Trung xin chào tất cả anh em. Tiếp theo Trung xin giới thiệu với anh em một một món hai cái món hai cái cầu xe này nhé. Hôm nay hàng nó về lung tung các thứ hết. Sáng ra mình quay một vài cái video. Trong ngày hôm nay thì còn video nữa, mình còn một cái động cơ Kubota 3000 với lại một cái động cơ Mitsu 3250 nữa, 3250 Mitsu, mà mình chỉ có lấy hai cái cắt hai động cơ thôi. Sẽ làm video sau. Đây là cái cặp cầu xe của Nhật nhé, xe Nhật Nhật bãi nhé anh em. Nó cái hiệu gì mình cũng chẳng biết đâu. Hôm trước thì nghĩ là một cầu tấn 25 nhưng mà bây giờ nhận hàng về đến nhà rồi ném ở bãi cỏ nhà này. Thì nó có một tấn thôi, cầu này thì cầu một tấn thôi, không phải là cầu tấn 25. Nhưng mà nó thúc cầu sẵn rồi nhé anh em, mét 15 ngang thôi. Đây này. So với cái bàn chân nhé. 1m15 ngang, này mình nằm trong mấy cái con lóc treo lơ của Nhật ấy. Mấy con mà ba đầu ấy, nó còn một cái cầu trước nữa nhưng mà mình không có mua được, chỉ có mua được cầu sau này thôi. Năm tắc kê lắp gánh. Cái con này nó hay ở chỗ là thế này, để mình dựng cái đầu nó lên. Đây này. Anh em xem cái này thì khỏi nói rồi. Chất thì ok hết nha. Không có quan to một cái cây đâu. Một cái cây xấu. Cây này thì đẹp hơn, có xấu có đẹp. Cái phanh này, phanh ná chữ S nhé. Đây là phanh ná chữ S luôn, chứ thông thường mấy cái cầu xe nhỏ nhỏ như thế này bé bé thì nó chỉ là phanh dầu thôi. Phanh dầu phải muốn phanh thì phải qua heo cái, heo con các thứ. Rồi, còn cái con này thì nó là phanh cơ nhé. Ở đây thì bị cắt, người ta cắt gió đá ra hết rồi thì mình làm cái bát mình kéo thôi. Có nghĩa là có đũa kéo. Kéo về trước là nó sẽ phanh. Nó là cơ 100% để cho anh em chế những cái món mà nó phục vụ công nông ấy. Có nghĩa là cơ thì nó sẽ không phát sinh hỏng hóc. Nó không có cúp ben để mà vỡ cúp ben, không cần bảo dưỡng cái heo con, heo cái gì hết. Nó dễ dùng hơn. Với lại ngang cầu hiện nó cũng nhỏ sẵn nữa. Ngang cầu nó chỉ có 1m15 thôi. 1m15 là phủ bì hai mặt bít hai đầu nhé anh em. Năm tắc kê này. Đấy, năm tắc kê này. Con tắc kê này thì nhỏ, tắc kê chuẩn du lịch bình thường thôi. Đấy, cầu xe. Rồi, chung có món hàng như vậy. Anh em xem có nhu cầu sử dụng hay chế cháo gì được không nhé. Cứ liên hệ.